FPT Shop tuần này có gì hot? Khách hàng mua trả góp, FPT Shop trả lãi. Trả góp 0% lãi suất, độc quyền trả trước 0 đồng không lãi suất. Độc quyền cam kết giảm đến 50% lãi suất cho lần trả góp tiếp theo hoặc trả góp hoàn tiền đến 1,4 triệu. Sắm Samsung Galaxy S7, S7S nhận ngay 9 ưu đãi khủng, tặng SIM đại phát đầu số 088, sạc dự phòng Samsung 5200mAh hoặc trả góp 0%. Đặc biệt hơn là có cơ hội trúng 27 Galaxy S7, 300 TV 32 inch và chế độ chăm sóc đặc quyền dành riêng cho chủ nhân S7 và S7S. Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh, khuyến mãi độc quyền không đồng trả trước 0% lãi suất. Đoán giá đúng trúng Oppo F1 Plus, một giải nhất điện thoại Oppo F1 Plus, 10 giải nhì sạc dự phòng iLine 5200mAh, 30 giải ba thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng. Hè đến rồi, yêu em đi, combo phụ kiện chào hè giá rẻ 1/2. Gọi 1800-6601 để được tư vấn nhanh, hoặc bạn có thể truy cập vào www.fptshop.com.vn để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ khách hàng.